Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hữu Tơ Bình Phước nha. Hôm nay anh em tụi mình lại tiếp tục đi giăng lưới nha, kiếm cá ăn nha. Đây, giờ tụi mình sẽ giăng mấy cái ao gần gần bờ suối nha các bạn. Tại vì mấy cái ao này họ không có nuôi cá. Tại với lại cá thì cũng cá ngồi suối vô thôi. Nên mình giăng kiếm cá nhỏ nhỏ mình về chiên ăn thôi nha. Rồi, bây giờ thằng Bi sẽ xuống giăng nha các bạn. Lưới rối quá. Tại lưới cơ bắp. Nước cái này cũng cạn. Đây các bạn, hôm nay anh em mình lại tiếp tục giăng lưới nha. Giăng lưới bắt cá. Niềm vui của anh em mình mỗi ngày thôi. Nào cũng rảnh thì đi giăng lưới cái mùa này. Đi giải trí luôn nha các bạn, chứ ở nhà nóng quá. Vô trong rừng cao su, rừng xà cừ này thì nó mát hơn. Hôm nay mình giăng, tiếp tục mình giăng một cái ao khác nữa nha. Kế bên cái ao hôm trước anh em mình giăng. Ao này thì chắc mình cũng chỉ giăng lưới nhỏ thôi, để bắt cá nhỏ về chiên xù chơi thôi. Chứ ao này thì chắc không cá lớn đâu. Các bạn nhìn cảnh này các bạn có thích không các bạn? Hy vọng là các bạn sẽ có một dịp nào đó đến Bình Phước rồi giao lưu với anh em mình nha. Đây thì không có gì cao sang cả, chỉ có đồng ruộng, ao cá, suối rồi dân dã thôi. Hôm nay ngày thứ ba Tết Covid các bạn thế nào rồi? Mà anh em mình thì cứ mỗi ngày nào cũng vậy thôi. Giăng cá rồi về làm những món ăn dân dã thôi. Rồi để làm clip cho các bạn xem vui, giao lưu. Cố gắng các bạn cố gắng ở trong nhà nha các bạn. Mỗi người cùng chung tay giúp sức với lại Tổ quốc để đẩy lùi được đại dịch này nha. Chứ cứ tình hình thế này thì không ai đi làm hay là... Rồi giờ bạn Bi sẽ cuốn lưới cái ao này nha mấy bạn. Mình sẽ mang lưới qua cái ao bên kia cho. Tại ở đây không thấy động tĩnh hết các bạn. Chắc bị người ta chích với lại người ta kéo dữ quá rồi. Đấy các bạn, đó có cái lưới ở dưới này các bạn. Người ta lấy cái lưới này người ta kéo nè. Người ta kéo với lại người ta chích rồi. Nói chung là giờ mình giăng thì cá nhỏ nhỏ nhỏ. Nói chung là cũng có đớp nước nhưng mà cá nhỏ thôi các bạn. Cá lớn thì không có. Rồi, bạn Bi đang xuống cuốn nha. Rồi, bạn Bi lên nha bạn. Bạn Bi kêu là được một hai con bằng chiếc đũa. Lại cá rất là nhỏ nha các bạn. Đây. Đây, được có một hai con nhỏ nhỏ vậy. Này con nhất dưới này con nè. Rồi, giờ hôm mang quanh kia luôn đi. Rồi, ba con, ba con. Được có ba con rồi các bạn. Ba con nhỏ nhỏ. Rồi giờ mình sẽ mang qua bên à bên kia mình giăng nhé. Rồi. Rồi, giờ mình gạt đồ bình ra rồi nha. Bây giờ bạn Bi bạn xuống bạn thả bên ao này nha. Không biết là có không. Nhưng bên kia là có nhiều lắm. Có ba con bự luôn. Bự bằng ngón tay, ngón tay. Mục đích anh em mình đi thì chỉ bắt cá nhỏ thôi nha. Đây các bạn. Ba con. Ở dưới kia mới vừa thả xuống là dính cá sặc rồi các bạn. Này bạn Bi chưa lưới chưa thả xong là đã dính một con cá sặc rồi nha. Thế nào cá bên đây có thể là khá hơn ở ao bên kia. Bên đây biết sao không? Nhiều lục bình nó mát á. Cá nó ấy. Kéo. Nắng quá người sống còn không nổi con chi cá. Đây, mới vừa thả xuống dính một con cá sặc rồi các bạn. Vừa thả xuống là dính một con rồi vừa quăng lên đó các bạn. Đi câu thì chỉ vui những lúc này thôi, những lúc thu hoạch thì thấy nó vui. Các bạn đi câu hay đi giăng hay đi chích mà không có con cá nào về buồn lắm các bạn. Đây
giúp mẹ về. Hôm nay anh em mình định làm nồi cá kho tiêu nhé. Kho tiêu ăn bảy. Chưa. Cứ bình tĩnh. Này, anh em mình cũng đi làm clip video đồ cho các bạn xem giải trí. Mùa dịch này thì nếu mà các bạn có thời gian, nhiều thời gian rảnh rỗi thì xem clip của anh em mình nhé. Cho anh em mình một like, một share và một subscribe nhé các bạn. Để cùng nhau chúng ta phát triển kênh nhé. Có lục bình nên là hơi rối các bạn ạ. Một bình nhiều quá. Rồi, sau khi giăng xong thì anh em mình đập hai bên với lại lúa hai bên cho cá nó vô lưới nha các bạn. Thì vì nếu mà chúng ta mà không đập á, thì cá nó qua ra hai bên hết rồi, nó không dính lưới. Bây giờ là chịu khó đó. Đi quơ rồi đập cho nó có lại cá nó chạy vô trong lưới. Là đi bắt cá cũng phải có kinh nghiệm các bạn ạ, cũng phải có nghề chứ không phải là ông nào vô cũng bắt được đâu. À, đây là những thành phần thất nghiệp không nha các bạn. Đây là bạn Tài là thợ chụp hình nha các bạn. Bạn Bi là thợ mộc nha, mình là giáo viên nha. Nhưng mà bây giờ là về dịch corona là chúng mình trở thành thất nghiệp hết rồi, nên là giờ đang tích cực đi làm nông dân mò cua bắt ốc. Được hai con ốc à, mới thấy hai con ốc quăng lên rồi. Thế là mỗi anh em đều có nghề hết các bạn ạ. Nhưng mà ngày rảnh rỗi cuối tuần này anh em cũng muốn nghỉ ngơi giải trí. Sẵn dịp này thì được nghỉ dịch nên là anh em mình thì xuyên đi nhiều hơn. Chứ ở nhà thì cũng không làm gì, buồn tay buồn chân. Bạn nào mà có ở Bình Phước mà có nhu cầu chụp hình thì liên hệ bạn Tài nha. Kênh Hữu Tài Bình Phước là kênh của bạn Tài nha. Chụp bóc hốt. Cái gì cũng làm đó. Đám cưới rồi đám hỏi rồi tất cả các loại đám nha, rồi thêm chụp cảnh ngoài trời rồi rất là nhiều. Bạn nữ nào mà muốn bạn Tài chụp hình thì liên hệ bạn Tài nha. Bạn Tài đang độc thân dư tính. Cá trê này các bạn. Đây cá trê nha các bạn. Cá trê đồng ngang. Cá trê đồng. Giờ này cũng về chiều nha các bạn. Anh em mình cuốn lưới đi về nha. Cuốn lưới để đi giăng cá lớn nha các bạn. Mình còn thêm cái lưới bự nữa để đi giăng cá lớn. Thu được thêm một con nữa nha. Ở đây thì bạn Bi bạn đang nướng ốc nha. Hello. Bỏ giờ này thì cũng chiều rồi. Hy vọng là đi giăng lưới lớn thì sẽ được thu hoạch được nhiều cá hơn nha. Này thì đủ một nồi thành quả cá nhỏ thì là được đủ một nồi kho tiêu các bạn. Có thêm mấy con cua nữa, nếu mà cua đấy mình về mình nấu canh rau đây nha.
Đây các bạn, đây là thành quả hôm nay của mình nha. Nói chung là cũng ít đủ ăn à, tại vì mùa này vì nước cạn quá nên kiếm cá hơi khó nghe. Như đây là đủ phô tiêu ăn bữa rồi đó các bạn, thấy không, có con cá trê, cá trắng ngon ngon không các bạn. Nói chung là đi cũng chủ yếu là giải trí, với lại có thì ăn, còn không có thì thôi cũng không sao. Nói chung là giải trí mùa nắng thôi các bạn, sẵn mà đi tránh dịch luôn. Nói chung là tới đây thì mình cũng xin kết thúc clip này nha. Hẹn gặp lại các bạn sau những cái clip tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.